Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11. Như vậy thì trong clip trước thì ở phần 5 ý nghĩa của đạo hàm thì thầy đã hướng dẫn em trả lời cái hoạt động 3 cũng như là cái phần A và B. Nói chung là khi chúng ta học về đạo hàm á, có những cái chúng ta cần phải khắc sâu nhớ, ví dụ như là ba bước tính cái quy tắc để mà tính đạo hàm theo định nghĩa thì chắc chắn là chúng ta phải phải khắc ghi vào trong bộ não chúng ta. Hay là có những cái chúng ta chỉ có thể lược sơ qua để chúng ta nắm, còn có những cái mà trong toán học mà em có cả công thức hay bất kỳ gì, những cái nào mà hay gặp hay tính toán chúng ta cần phải nhớ sâu, còn những cái nào thầy yêu cầu các em đọc ghi chép như nào đó thì chúng ta cũng không phải là chúng ta bỏ qua mà chúng ta cũng phải đọc, chúng ta phải nắm nhưng không bằng những cái quan trọng kia. Là thế nào, trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái phương trình tiếp tuyến ở phần C. Chúng ta sẽ đi sang ở cái hoạt động 4 em nhé. Ta có cái hoạt động 4 em. Ở đây người ta hỏi em gì đây? Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M0, x0, y0, nghĩa là có cái tọa độ x0, y0 và có hệ số góc K. Thì cái phần này chúng ta được học ở trong chương trình lớp 9 thôi nè. Có đúng nè. Đó. Nhưng mà thì cái đường thẳng đi qua điểm M0 có tọa độ x0 y0 và có hệ số góc K thì nó sẽ có dạng là gì em? Thầy nhắc lại kiến thức một xíu nè. Chúng ta có cái đường thẳng thì nó có dạng là y sẽ bằng ax cộng b. Có đúng như nào? Thì trong đó a này đó chính là hệ số góc tương ứng với k ở đây. Cứ được chưa nào? Đó. Ok. Như vậy thì cái phương trình đường thẳng mà đi qua cái điểm M này và có hệ số góc K thì nó có dạng là y sẽ bằng là gì? K nhân cái gì? X trừ y0 cộng cho y0 ở đây. Nhưng mà thì chúng ta ghi giùm thầy phần này luôn. Phần này bạn nào không nhớ thì quay lại ở trong cái phần chương trình học kỳ 2 lớp 9 toán đại chúng ta xem lại giùm thầy nhé. Cái đường thẳng đi qua cái điểm M0 có tọa độ là x0 y0 và có hệ số góc k, không? Nó có cái phương trình, có phương trình đó chính là gì em? Y sẽ bằng là k nhân x trừ x0 cộng cái gì? Cộng cho y0. Chúng ta nhân vô rồi kx trừ cho kx0 cộng y0. Như vậy y này sẽ bằng là kx ha, cộng cho hai này vào một nhóm nha. Ok. Được chưa nào? Rồi. Thì từ ý nghĩa hình học của đạo hàm ta có định lý sau đây. Ta ghi định lý 3 vào ở trong vở giúp thầy để chúng ta học nha. Thì cái phương trình tiếp tuyến của cái đồ thị C của cái hàm số y bằng fx tại điểm M với là x0 fx0 là như vậy y trừ y0 sẽ bằng f'x0 nhân cho gì? X trừ y0. Cái này rất quan trọng các em nhé. Chúng ta cần phải ghi chép đầy đủ thì chúng ta mới có thể làm bài tốt được. Trong đó cái anh fx0 này đó chính là bằng y0 tương ứng. Được chưa? Ok. Rồi. Phần này thầy đề nghị chúng ta ghi vô định lý 3 này rất quan trọng để chúng ta có thể viết được cái phương trình tiếp tuyến của đồ thị nha em nha. Rồi, bây giờ thầy sẽ tiến hành làm cho các em hoạt động 5. Hoạt động 5 là cái gì đây các em? Cho cái hàm số ở đây y sẽ bằng fx, ở đây là âm x bình phương cộng 3x trừ 2. Ở đây người ta yêu cầu tính đạo hàm tại giá trị ở đây là bằng 2, ở đây nghĩa là x0 ta là bằng 2, bằng định nghĩa, nhớ là bằng định nghĩa. Các em rõ nè, sau này mà người ta không nói là bằng định nghĩa thì sau khi mà chúng ta học có cái bảng công thức xong thì chúng ta có thể sử dụng bảng công thức đó chứ chúng ta không cần
phải sử dụng 3 bước của định nghĩa để chúng ta tính rồi. Em hiểu không nào? Chúng ta giải này. Bây giờ đã thuộc 3 bước đó chưa? Đầu tiên là gì? Bước 1. Trong quá trình làm thì chúng ta không cần ghi bước 1 giống như thầy. Nhưng mà ở đây thầy muốn nhắc lại lần lượt như vậy để chúng ta nhớ và hiểu luôn. Đâu? Thuộc lòng luôn em. Bước 1 là chúng ta phải giả sử. Cái gì em? Đó chính là delta x. Là gì? Bạn nào đọc được nè, đọc cho thầy ghi nè. Là số gia của đối số tại x không bằng mấy đây? Bằng số mấy đây? Số 2 này. Ta có. Bây giờ chúng ta sẽ tính delta y. Delta y các em còn nhớ là f. F gì em? Fx không cộng delta x. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ có là y. Ở đây chúng ta y luôn. Hay là chúng ta sử dụng fx cũng được. Tại vì ở đây thầy gọi nó là fx này. Thầy lấy fx cho em thấy luôn. F ở đây là x0 ở đây nghĩa là số 2 cộng delta x trừ cho gì? Fx0 nghĩa là F2 sẽ bằng. Bây giờ chỗ nào có x, thầy thế. Nghe thầy nói này. Bây giờ thầy sẽ tính cái này trước nha. Chỗ nào có x thầy thế, bởi là 2 cộng delta x vô đây, vô vị trí này, vô vị trí này. Cái đường này ngược ra trừ 2 cộng delta x bình phương cộng 3 2 cộng delta x, có đúng không? Trừ 2. Làm như này cho nó khỏi bị rối nha. Tiếp tục. Bây giờ f của 2 thì chỗ nào có x chúng ta thế bởi số 2 không? Trừ ở đây mở ngược ra. Trừ ở đây là gì? 2 bình phương, có đúng không? Cộng 3 nhân 2 trừ cho 2. Đó, ok. Bằng. Cái này là hàng định thức thứ nhất thầy khai triển ra. Nhớ có dấu trừ đằng trước nha. Được không nào? Trừ nè. Để dấu một vuông này. 4. Hàng thức thứ nhất em. 4 lên tại x cộng delta x bình phương, đúng không nào? Cộng 6 rồi cộng cho 3 delta x trừ 2. Ở đây trừ, ta tính cho thầy đây không? Đây là âm 4, có đúng không? Đây âm 4 cộng với gì? Cộng với 6 trừ 2, đúng chưa? Bằng tiếp, chúng ta mở một đơn này ra, trừ 4, tại vì dấu trừ trước ta đổi dấu hết trong đây thầy nha. Trừ 4 delta x trừ delta x tất cả bình phương cộng 6 cộng 3 delta x trừ 2. Bản thân cái ngoặc này bằng mấy em? Ngoặc này bằng 0, tại vì trừ 4 trừ 2 là trừ 6 cộng 6 đi bằng 0, cả cái này bằng 0, chúng ta không cần ghi gì nữa, được chưa? Trừ 4 trừ 2 với 6 đây là hết rồi, bằng 0. Chứng tỏ còn lại ở đây nó sẽ là trừ delta x bình phương trừ 4 cộng 3, nghĩa là còn trừ 1, nghĩa là còn trừ delta x, được không? Bây giờ chúng ta sẽ lập bước 2. Ta sẽ lập cái tỷ số delta y trên delta x. Như vậy ở đây nó sẽ bằng delta y thầy thế bởi là trừ delta x bình phương trừ delta x chia cho delta x, đúng không nào? Như vậy chứng tỏ ở đây thầy sẽ đặt ở trên tử ra, đó chính là delta x chung, bên trong còn lại là trừ delta x trừ 1 trên delta x. Như vậy delta x với delta x thì hết, chứng tỏ cái này còn lại là âm delta x trừ 1. Sau đó bước 3 thầy tính lim. Như vậy thì y phẩy 2 này sẽ bằng là lim của delta x tiến tới 0 của cái tỷ số delta y trên delta x, đúng như nào?
Như vậy sẽ bằng lim của cái delta x tiến tới 0. Như vậy delta y trên delta x thì ở đây nó sẽ bằng là gì em? Âm của delta x trừ 1. Như vậy cái y phẩy 2 này, chỗ nào có delta x chúng ta thế bởi số 0, như vậy 0 trừ 1 thì kết quả đây bằng âm 1. Vậy cái đạo hàm của hàm số y sẽ bằng âm x bình phương cộng x trừ 2 tại 2 này thì sẽ bằng âm 1. Xong. Đấy không? Các bước này chắc nhớ rồi nha. Ba bước thuộc lầu luôn em nha, thuộc luôn cái câu này luôn nha. Giả sử delta x là số gia của đối số nha, tại x không bằng mấy đó, được chưa nào? Khi đó chúng ta sẽ tính delta y sẽ bằng f của x không cộng delta x trừ cho f của x không. Sau đó chúng ta sẽ tính cái tỷ lệ ra và tính ly là ra, ok. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái ví dụ 2. Ở đây người ta cho em parabol. Parabol này người ta học quá quen thuộc rồi ha. Viết phương trình tiếp tiến của parabol tại điểm có khoanh độ x0 bằng 2. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chắc chắn là chúng ta phải sử dụng ở cái phương trình trực tuyến này, tại vì người ta yêu cầu các em viết phương trình trực tuyến này. Các em hiểu không? Đây người ta thế vô này, thế vô. Như vậy y là chỗ đây, thấy chưa nào? Thấy chưa? Y không của chúng ta, y không thì nó lại bằng fx0. Chứng tỏ chúng ta tính ở đây ra. Như vậy y không thì bằng fx0 mà ở đây là f2. Chỗ nào chúng ta thế vô chỗ đây. Chỗ nào có x là thế số 2 vô. Trừ đây 2 bình phương là bằng 4 cộng 3 nhân 2 trừ 2 thì cái này bằng 0. Thì đây, chứng tỏ cái này bằng 0, người ta thế vô đây này. Thầy sẽ nói như thế này. F phẩy x0. F phẩy x0 hồi nãy ở trong cái câu đây. Cái này tương ứng đó chính là F phẩy x0 thì là F phẩy 2 này. Thì hồi nãy chúng ta tính ra được ở đây này. Người ta cho em tính để có cái mục đích ở đây. Người ta không cần phải tính nữa là F ở đây là bằng âm 1. Chứng tỏ chúng ta thế chỗ đây là âm 1, thấy chưa? Thấy không? X ở đây x0 của chúng ta là ở đây bằng mấy em? Đây bằng 2. Thế chỗ đây thì tới đây rồi thì nó ra chỗ đây là dễ rồi. Y trừ 0 thì bằng y. Âm 1 nhân x thì bằng âm x. Trừ 1 nhân trừ 2 thì bằng cộng 2 này. Trừ nhân trừ thành cộng này. Như vậy chúng ta đã ra được cái phương trình trực tuyến. Từ nay trở về sau chúng ta nhớ thành cái này nha. Y trừ y không sẽ bằng là f phẩy x không nhân cho x trừ y không. Đây chính là phương trình tiếp tuyến của cái đồ thị hàm số y bằng fx tại điểm m 0 x không f x không, mà trong đó y không là bằng f x không. Bỏ vào trong bộ não ngay lập tức nha. Chúng ta đi sang phần 6 nha. Bây giờ hồi nãy giờ giảng mà không có bấm máy quay em. Bây giờ sẽ phải bấm lại đồ giảng lại em đây. Rồi thầy nói lại, bây giờ người ta đi sang phần 6 là ý nghĩa vật lý của đạo hàm. Ở trong đây người ta cũng đưa ra là gì? Đó chính là hai phần, đó chính là vận tốc tức thời và cường độ tức thời. Nó giống như ở cái phần 1 chúng ta đã tính được giải quyết cái bài toán về vận tốc tức thời với lại cường độ tức thời em. Sau khi sự tính toán này nọ hết thì người ta đưa ra công thức này. Cái V này đó chính là cái vận tốc tại cái thời gian là T0. Thì nó sẽ bằng đạo hàm của quãng đường. Đây là quãng đường S này, tại cái thời gian T0. Tương tự như vậy thì cái cường độ tức thời nó sẽ bằng, đó chính là cái cường độ dòng điện. Cường độ dòng điện tại cái thời gian T0 nó sẽ bằng là đạo hàm
Q này nếu mà trong vật lý nó chính là nhiệt lượng tại thời gian tơ không, nhớ cho thầy như vậy. Nãy thầy giảng ngon giảng lành, nhìn lên máy quay chưa bấm bó tay nói giống như một người ngẩn ngơ hay rồi thầy chắc có khi chuẩn bị sách tự kỷ rồi, em có một mình nói với một cái máy quay. Ok, như vậy clip sau á thì thầy sẽ quay cho em tiếp ở phần 2, đó chính là đạo hàm trên một khoảng em nhé. Clip hôm nay tại đây là kết thúc, chúc em học tốt, nhớ đăng ký kênh và nhấn cái chuông nhé. Comment tích cực ủng hộ thầy, bye bye em. Ok.